Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của diễn viên Quang Thắng. Quang Thắng có tên đầy đủ là Đặng Quang Thắng, sinh vào ngày 21 tháng 10 năm 1968 tại Hải Phòng, Việt Nam, là một nam diễn viên người Việt Nam. Anh là nghệ sĩ chuyên về hài kịch và vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh là vai Táo Kinh Tế trong chương trình Táo Quân của các năm của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam VFC, một đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam VTV. Ngoài diễn hài thì Quang Thắng còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình, phim điện ảnh hay làm người dẫn chương trình. Hiện nay thì Quang Thắng đang là nghệ sĩ hài của Nhà hát kịch Hà Nội, trước đây là nghệ sĩ của đoàn kịch Hải Phòng. Năm 2015 thì Quang Thắng đã được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Quang Thắng sinh ra tại thành phố Hải Phòng. Sau khi học xong cấp 3 thì anh đã đăng ký dự thi vào trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng. Sau khi trúng tuyển thì và theo học thì năm 1989 anh tốt nghiệp ra trường. Đến khi ra trường thì cuộc sống nghèo khổ đeo bám. Ngoài đi diễn, Quang Thắng đã phải làm thêm nhiều nghề để phụ trang trải cuộc sống. Ban đầu thì anh đi làm thuê cho gia đình của một cô chú trong đoàn kịch Hải Phòng. Ngày ngày đưa hàng từ Hải Phòng lên chợ Đồng Xuân, tối lại bắt tàu xe ngược về đi diễn. Rồi việc đưa hàng thưa dần, sau đó thì Quang Thắng đã phải đi làm phụ xe, rồi kiêm làm bốc vác cho chủ xe. Năm 1999, Quang Thắng đã lên Hà Nội và học lớp đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Về sự nghiệp, mặc dù hoạt động trong diễn xuất chủ yếu trên thành phố Hà Nội, nhưng suốt một thời gian dài, Quang Thắng vẫn là diễn viên thuộc biên chế của Đoàn Kịch Nói Hải Phòng. Tháng 8 năm 2019, Quang Thắng đã chuyển về công tác lên Nhà hát Kịch Hà Nội sau khi được sự cho phép của các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng. Về sự nghiệp hài kịch, Gặp Nhau Cuối Tuần là chương trình đã gây dựng nên sự nghiệp hài kịch của Quang Thắng. Từ chương trình này thì anh đã trở nên quen thuộc với khán giả cả nước và nó cũng là tiền đề để anh phát triển sự nghiệp trong các chương trình hài kịch sau này như Gà Là Cười, Gặp Nhau Cuối Năm. Trong hoạt động hài kịch, nghệ sĩ Quốc Khánh và nghệ sĩ Vân Dung là hai bạn diễn thân thiết nhất của Quang Thắng. Trong đó thì bộ đôi Quang Thắng Vân Dung luôn được nhắc tới như cặp bài trùm với chiếc mũi to của Thắng Vẹo và dáng đứng đào thế của Vân Dung. Về chương trình Gà Là Cười, năm 2003, nhóm 2 Quang Thắng Phạm Bằng Vân Dung Quốc Khánh là một trong 5 diễn viên nhóm 2 đoạt giải diễn viên nhóm 2 xuất sắc nhất do ban giám khảo bình chọn. Năm 2004, Quang Thắng đã được khán giả bình chọn là một trong 5 nghệ sĩ hài được yêu thích nhất qua tổng đài 1900-1221. Năm 2005, tiểu phẩm Câu Chuyện Hoa Hồng của Quang Thắng tham gia diễn xuất cùng với Công Lý và Vân Dung là một trong 3 tiểu phẩm đoạt giải tiểu phẩm xuất sắc nhất do ban giám khảo bình chọn. Chương trình Táo Quân là một trong những chương trình gắn liền với sự nghiệp và tên tuổi của Quang Thắng. Anh đã tham gia Táo Quân ngay từ năm đầu tiên và gắn bó với chương trình này từ năm đó đến bây giờ. Trong Táo Quân thì anh đã đóng nhiều vai khác nhau, nhưng chắc chắn vai diễn khiến khán giả không thể quên chính là Táo Kinh Tế. Năm 2009, sau nhiều năm phụ trách các vai táo khác nhau như Táo Quốc Lộ, Táo Giáo Dục hay Táo Quy Hoạch, thì từ Táo Quân 2009, Quang Thắng đã lần đầu tiên đảm nhiệm Táo Kinh Tế phụ trách mảng kinh tế tài chính của Thiên Đình. Năm 2010 vẫn là Táo phụ trách mảng kinh tế tiền tệ, nhưng năm nay có tên gọi Táo có biến đổi, Táo Tiền Vàng. Vai diễn Táo Tiền Vàng đã tái hiện tình hình giá vàng đô la lên xuống thất thường trong năm Kỷ Sửu, kèm theo màn minh họa bằng xiếc và nhào lộn. Hơn nữa, việc Táo Tiền Vàng vào chầu Ngọc Hoàng cùng với hai chân dài khiến cho không khí của buổi chầu trở nên sôi nổi hơn khá nhiều. Năm 2013, trong phần báo cáo của mình, Táo Kinh Tế Quang Thắng đã biểu diễn rất thành công bài hát Hoang Mang Style, chế lời từ bài hát đình đám của Hàn Quốc Gangnam Style để thể hiện sự bi thảm của các doanh nghiệp trong tình cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.
Năm 2014, mặc dù vẫn trong vai táo kinh tế, nhưng năm này thì nam diễn viên Đất Cảng đã quyết định sẽ không vào chầu bằng thuyền rồng rực rỡ, cá chép loài khủng hay siêu xe, mà anh quyết định vào chầu hoành tráng với một dàn người đẹp, đội ngũ doanh nhân khiêng kiệu, tiền hô hậu ủng. Từ trong kiệu bước ra, Quang Thắng đã hóa thân thành Oma, chàng trai đẹp bị trục xuất, khiến cho khán giả ồ lên bất ngờ và thích thú. Năm 2015, do Thiên Đình cơ cấu lại nhân sự, các táo được chia theo ngũ hành. Quang Thắng nhận vai táo hỏa, phụ trách về vấn đề củi, lửa, khí đốt và cả hỏa hoạn của Thiên Đình. Năm 2016, tiếp tục trong vai trò táo kinh tế. Táo kinh tế lần đầu tiên vào chầu Ngọc Hoàng với món quà quê là hành tím, thanh long và dưa hấu, phản ánh của việc dư thừa nông sản trong điệp khúc được mua mất giá ở hạ giới. Năm 2017, Quang Thắng vào vai táo kinh công, phụ trách về kinh tế và công thương. Năm nay, kinh công là táo đầu tiên vào chầu Ngọc Hoàng, táo chầu với một phong cách rất kinh công, tạo cho khán giả nhiều sự bất ngờ. Phim truyền hình Những người con của biển, xóm ven sông, sóng ở đáy sông, hoa cỏ may, Tết này ai đến sông nhà, Nọc độc, những người độc thân vui vẻ, gió qua phố hiến, quý cô tuổi dần, tháng cụ mật, đếm ngược cho đến 30, tìm nơi đón Tết, cho đời, bão qua làng, cánh gió đầu xuân, lời nói dối ngọt ngào, những người nhiều chuyện, yêu thì ghét thôi, mẹ ơi, bố đâu rồi, 11 tháng 5 ngày. Phim điện ảnh. Năm 2005, Quang Thắng đã tham gia hai phim điện ảnh của hãng phim Phước Sang là Áo Lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh và Đẹ Mướn của đạo diễn Lê Bảo Trung. Trong Áo Lụa Hà Đông thì anh vào vai quan huyện thời trẻ, còn trong Đẹ Mướn thì anh vào vai chủ tịch câu lạc bộ Những Người Cha. Áo Lụa Hà Đông đã đạt được thành công lớn khi mà giành tới 5 giải Cánh Diều Vàng năm 2006 và được chọn đại diện cho Việt Nam tham gia giải Oscar lần thứ 80 hạng mục phim tiếng nước ngoài hay nhất. Năm 2014, Quang Thắng đã tham gia bộ phim Hiệp Sĩ Mù của đạo diễn Lưu Huỳnh với vai thầy bói được gã Cường Giang Hồ do Bình Minh thủ vai tìm đến để nhờ giúp đỡ hắn trong cơn hoạn nạn. Sau đó thì anh đã tiếp tục tham gia Chàng Trai Năm Ấy. Đây là một trong những bộ phim được mong chờ nhất năm 2014. Năm 2017, Quang Thắng đã tham gia phim hành động võ thuật Lục Vân Tiên Tuyệt Định Cung Phu công chiếu vào dịp Tết năm 2017. Về đời tư, vợ của Quang Thắng tên Cao Thanh Hảo sinh năm 1979. Sau khi tốt nghiệp khoa sử trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô về công tác tại Thư viện Hải Phòng. Năm 2002, Thanh Hảo và Quang Thắng kết hôn. Họ đã có với nhau 3 người con, gồm 2 cô con gái lớn và 1 cậu con trai út. Con gái lớn tên Đặng Cao Thanh Huyền, cô thứ hai Đặng Cao Huyền Nhi, cậu con trai út Đặng Cao Quang Minh. Quang Thắng có các sở thích là chơi chim, sưu tầm rượu và nuôi chó. Hiện nay, cả gia đình Quang Thắng đang sống tại nhà riêng nằm trên phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng, gần trụ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.